À, xin chào các bạn cuối tuần. À, trở lại với cái 5 phút nói chuyện về thị trường chứng khoán ha. Mấy ngày nay mình không lên nói được vì mình đi xa xong rồi nó bị sốt. Nên không có lên nói được. À, thì nay trở lại mặc dù nó chưa được khỏe lắm. Chắc ngày mai sẽ sẽ khỏe. Tuần sau sẽ khỏe. À, cảm ơn các bạn. Thì cái bờ niên đã tuần rồi thì nó thấp hơn tuần trước thì ở đây nó có một sự cố à, đó là cái thông tin trọng yếu là nhà đầu tư nước ngoài người ta ồ ạt à, người ta bán ra bán ra rất là mạnh nó gây lên áp lực lớn lên thị trường và chỉ số nó không có như mong muốn đó là cái yếu tố trọng yếu nó tác động chính là nhà đầu tư nước ngoài bán rộng rất là mạnh ngoài ra chúng ta để ý chúng ta thấy cổ phiếu VIX giảm rất mạnh giảm rất mạnh thì chúng ta cứ tưởng tượng đi à, giá trên 70 thì và nên đắt bao nhiêu và khi mà cổ phiếu VIX mà về lại nơi khởi đầu à, tức là từ 70 mấy mà giảm về còn hơn 50 thôi tức là nó đến 20 giá 20 giá nó ảnh hưởng đến và nên đã rất lớn đó. mình không tính toán con số bao nhiêu nhưng mà nó ảnh hưởng rất lớn thì đó cũng là một trong những cái yếu tố nó kéo cái chỉ số đi xuống cái vấn đề thứ ba là chúng ta thấy à, nhóm cổ phiếu bất động sản nó tạo cái mô hình hai định thấp hơn và cái chiều hướng chiều hướng bắt đầu rồi, 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 già cội già cội ở đây là gì chúng ta thấy khối lượng tăng khối lượng tăng lên rất mạnh ở cái vùng đỉnh thứ hai và vùng đỉnh thứ nhất khối lượng vùng đỉnh thứ hai nó tăng hơn nữa tuy nhiên giá lại yếu dần đi à, có nghĩa là về mặt lý thuyết đó thì cái nhóm cổ phiếu bất động sản đã đang phân phối à, mình nói về mặt lý thuyết thôi nha chứ mình cá nhân mình không có nói ở uh, ngày mai ngày kia uh, giá cổ phiếu bất động sản giảm hay tăng mình không quan tâm cái chuyện đó mình không có ý định là nhận định nó giảm hay tăng điều đúng điều sai nó 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 vô duyên vô cớ và nó thay đổi lắm mình không nói cái đó mình nói là ở cái định thứ hai khối lượng dòng tiền lại tăng trong khi giá yếu hơn đó là dấu hiệu của phân phối điều này có nghĩa là gì cái nhóm cổ phiếu bất động sản nếu mà lên nữa thì nhà đầu tư lớn cổ đông nội bộ người ta tiếp tục người ta bán ra đó mà khi người ta bán ra nhiều nữa thì cái cổ đông nhỏ lẻ cổ đông mới mới tham gia thị trường hay những người mới mua giá cao sẽ chịu rủi ro rất lớn rủi ro rất lớn tại sao gọi là rủi ro rất lớn đơn giản thôi đúng không ví dụ các bạn mua một cổ phiếu với giá 2x 3x 4x để làm gì để làm gì không các bạn hy vọng giá cao hơn à, trong ngắn hạn giá cao hơn thì các bạn bán kiếm lời đúng không tức là đó là hành vi đầu cơ Mưu cầu kỳ vọng thì với cái với cái cách này thì đúng thì mình ăn sai thì mình chịu à, nhưng mà cái người mà, mà 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 đang bán ra cái nhóm mà đang bán ra thì bạn phải hiểu được họ đang nghĩ gì họ đang nghĩ gì thế có một có một lãnh đạo công ty bất động sản nói với tôi rằng bây giờ khó quá bán bớt cổ phiếu ra để thu xếp giảm bớt áp lực rồi sau đó tính tiếp đó thì họ hy vọng bán giá càng cao càng tốt để cứu công ty chứ lời lạ gì lúc này tức là gì chúng ta mua cổ phiếu bất động sản ở cái vùng giá thấp thì ông nói làm gì mua cổ phiếu bất động sản ở vùng giá cao để làm gì để làm gì đó rồi đây các bạn sẽ thấy để được tắm máu thế thôi đơn giản tôi không nói đúng tôi không nói sai tôi không quan tâm cái việc là uh, ngày mai nó thế nào nhưng rồi đây việc đó chắc chắn nó xảy ra có thể xảy ra ở đâu đó không biết đó rồi <laughs> tiếp theo chúng ta thấy đó mặc dù những cái đó trên thị trường nó diễn ra cái chỉ số này, cái thanh khoản này nó vẫn ở mức rất cao và khi thị trường ổn định trở lại thì thị trường sẽ tiếp tục đi lên bởi vì dòng tiền hiện tại rất cao nếu như mà nhà đầu tư nước ngoài mà ầm ầm bán tiếp thì nó chịu xích rủi ro cũng tăng lên, nhưng mà nó chỉ là trong ngắn hạn. Cái điều nhà đầu tư nước ngoài bán ra mạnh, họ mua đồng đô la vào thì nó cũng làm cho cái tỷ giá tăng khá mạnh. Thì cái tỷ giá chính là cái yếu tố thứ tư mà nó là trong ngắn hạn nó trọng yếu nó tác động đến thị trường thì cái tỷ giá hiện nay là nó tăng lên 24 24 ngàn 400 rồi 24 500 rồi cái tỷ giá nó đang rất là cao đó thì tỷ giá cao như này thì thật chất cũng chưa ảnh hưởng gì lớn đến tình hình kinh tế cả nhưng mà nó tác động nhất định lên tâm lý nhà đầu tư chính vì vậy cái yếu tố thứ tư này nó cũng làm cho cái chỉ số và nên đã trì hoãn và nó hoàn toàn là một cái yếu tố trọng yếu mà nó tương đối phản ánh đến trong ngắn hạn trong những ngày vừa qua xin cảm ơn các bạn